Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số. Và ở bài tập môn toán lớp 3, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Trên kênh của chúng mình thì 3 bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang, theo bộ sách để chúng ta cùng học kem nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 75 nào. Rồi chúng ta sẽ đến với cái phần mở đầu này, viết vào chỗ chấm. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có phép chia này, 136 chia cho 4 thì bằng bao nhiêu. Như vậy các em quan sát ở đây thấy này, 1 này không thể chia cho 4 đúng không nào? Thì chúng ta phải lấy bao nhiêu? 13. Vậy thì 13 chia cho 4 được mấy? Được 3. Viết 3. 3 nhân với 4 là 12. 13 trừ đi 12 thì bằng mấy? Bằng 1. Được chưa? Đấy, vậy thì 3 nhân 4 sẽ bằng 10. 12 này. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ lấy 13 trừ 12 đúng không nào? Bằng mấy? Bằng 1. Được chưa? Rồi bây giờ mình hạ gì? Hạ 6. Hạ 6 chúng ta được số bao nhiêu? 10. 16. Lấy 16 này chia cho 4. 16 chia cho 4 thì được. Được 4. Chúng ta viết mấy? Viết 4. Được chưa? Rồi lấy 4 nhân với 4 bằng 10. 16 này. 4 này. Nhân 4 này thì bằng 10, 16. Vậy thì 16 này trừ đi 16 đó, thì sẽ bằng mấy? Bằng 0. Được chưa nào? Như vậy thì chúng ta thực hiện phép chia này sẽ được kết quả là bao nhiêu? 136 chia cho 4 bằng 3. 30, 34 nhá. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ đến với cái phép chia tiếp theo. 362 chia cho 3. Cũng tương tự này. 3 này chia được cho 3 đúng không? 3 chia 3 được 1. Viết 1. Rồi, bây giờ mình lại lấy này, 1 nhân với 3 thì bằng mấy? Bằng 3. Viết 3. 1 này nhân với 3 thì bằng 3. Được chưa? Rồi, 3 trừ đi 3 thì bằng mấy? Bằng 0. 3 này trừ 3 bằng 0. Giờ chúng mình hạ mấy đây? Hạ 6. Chúng ta được 6 này. 6 chia cho 3 thì bằng mấy? Bằng 2. Viết 2. 6 chia 3 được 2. Viết gì? Viết 2. Được chưa? Tiếp tục này. 2 nhân với 3 thì bằng 6. Được chưa? 2 này nhân với 3 thì bằng 6. Các em lấy 6 trừ 6 bằng gì? Bằng 0. 6 này trừ đi 6 thì bằng 0. Được chưa? Hạ mấy? Hạ 2 xuống chúng ta được 2. Hạ 2 này chúng ta được 2 này. 2 chia cho 3 thì bằng mấy? Bằng 0. Chúng ta viết gì? Viết 0 nhá. Đấy, bước này rất nhiều em quên này. 0 nhân với 3 thì bằng gì? Bằng 0. 0 này nhân với 3 thì bằng 0. Như vậy 2 trừ đi 0 thì bằng mấy? Bằng 2. 2 trừ 0 bằng 2. Như vậy phép tính này chúng ta sẽ được là 1, 2, 0. Và dư gì? Dư 2. Đấy, cũng giống như là chia 2 chữ số cho 1 chữ số thôi đúng không? Nhưng mà đây nó chỉ thêm 1 gì? Chữ số nữa là 3 chữ số cho 1 chữ số. Được chưa? Rồi, như vậy chúng mình đã tìm hiểu xong về cái phần lý thuyết. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần thực hành. Số 1, đặt tính rồi tính. Chúng ta sẽ có 4 phép tính ở đây. Mình sẽ thực hiện từng cái phép tính 1. 6, 3, 2. Chia cho mấy? Chia cho 7 này. Chúng ta dùng thước kẻ cho thẳng nha. Em nào mà kẻ tay được mà thẳng thì không cần dùng thước. Nhưng mà chắc chắn là gì? Chúng ta phải dùng thước hết.
6 không chia cho 7, lấy 63. 63 chia cho 7 thì được mấy? 8, 7, 5, 6, 9 đúng không? Các em sẽ nhầm được 9 này. 9 nhân với 7 là 60 mấy? 63. Được chưa? Vậy thì 63 trừ 63 sẽ bằng gì? Bằng 0. Hạ 2 xuống chúng ta được 2. 2 chia cho 7 thì được 0. Đấy, bước này rất quan trọng nha. 0 nhân 7 là 0. 2 trừ đi 0 thì bằng mấy? Bằng 2. Đó, như vậy đây là phép chia có gì? Có dư. Vậy thì 6, 3, 2 chia cho 7 sẽ bằng mấy? Bằng 90. Và dư mấy các em? À, dư 2. Đó, được chưa nào? Xong chưa? Xong phép chia thứ nhất nhá. Sang phép chia thứ hai này. 4 0 7 chúng mình chia cho mấy? Chia cho 8 này. Chia cho 8. Bốn không chia cho 8, lấy hai chữ số là 40. 40 chia cho 8 thì được mấy các em? 6 không? 6848 không được, chỉ được mấy thôi? 5. Đúng nào? 5 nhân với 8 là 4. 40. Vậy thì 40 trừ 40 sẽ bằng gì? Bằng 0. Hạ số 7, chúng ta có 7. 7 chia cho 8 thì được 0. 0 nhân 8 là 0. 7 trừ đi 0 thì bằng mấy? À, bằng 7. Vậy thì đây là phép chia có dư. Vậy chúng mình sẽ ghi 4, 0, 7 chia cho 8 bằng bao nhiêu? 5, 10. Và dư mấy? Dư 7 đúng không nào? Đó. Rồi, xong phép chia thứ hai nhé. Sang phép chia thứ ba này. 8, 4, 0 chia cho 6. Rồi chúng ta làm nhanh nhá. Bài này là khá dài đấy. Thầy sẽ không giống như các thầy cô khác này, tách ra rất là nhiều clip, nhưng mà chúng ta sẽ làm trong một video hết. 8 chia cho 6 được 1. 1 nhân với 6 là 6. 8 trừ đi 6 thì bằng mấy? Bằng 2. Hạ 4 xuống ta có 2, 24. 24 chia 4 thì được 24 chia 6 được mấy? Được 4. 4 nhân 6 là 2, 24. 24 này trừ 24 thì bằng mấy? Bằng 0. Hạ mấy xuống? Hạ 0 này. Đấy, chúng ta được 0 này. 0 chia 6 thì được 0. 0 nhân 6 là mấy? Là gì? Là 0. 0 trừ đi 0 thì bằng gì? Bằng 0. Đó, các em phải có bước này nha. À, chứ không có đến đây là dừng, là còn thiếu số 0 là không được nha. Như vậy thì 8, 4, 0 chia cho 6 sẽ bằng 1, 4, 0. Có dư không? Không dư. Rồi, phép chia tiếp theo. 7, 2, 0 chia cho mấy? Chia cho 4 này. 7 chia cho 4 được 1. 1 nhân với 4 thì bằng 4. 7 trừ đi 4 thì bằng mấy các em nhỉ? À, bằng 3. Đúng nè. Hạ 2 ta được 32. 32 chia 4 thì bằng 8. 8 nhân với 4 là 3. 32. 32 trừ 32 thì bằng gì? Bằng 0. Hạ mấy? Hạ 0 này. 0 chia cho 4 thì được 0. 0 nhân 4 là 0. Đấy, cũng giống như phép bên đúng không nào? Và 0 trừ 0 thì bằng 0. Như vậy,
7, 2, 0. Chia cho 4 sẽ bằng 1, 8, 0. Xong chưa? Đấy, chúng ta hoàn thành nhé. Rồi, sang câu số 2, bài thực hành số 2. Người ta yêu cầu là tính theo cái mẫu. Các em cùng quan sát cái mẫu này. 3, 1, 2 chia cho 3 này. 3 chia 3 được 1. Viết 1, 1 x 3 là 3. 3 trừ 3 bằng 0. Hạ 1 xuống này. 1 chia cho 3 thì được 0 này. 0 x 3 là 0. 1 trừ đi 0 bằng 1. Hạ 2 ta được 12. 12 chia 3 bằng 4. 4 x 3 là 12. 12 trừ 12 bằng 0. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ áp dụng cái mẫu này làm câu A và câu gì? Câu B. Rồi, chúng mình sẽ có này. 8, 1, 6 chia cho gì? Chia cho 8. Khuyến cáo các em là dùng thước kẻ cho thẳng. Chia cho 8. 8 chia 8 được 1. 1 nhân với 8 là 8. 8 này trừ đi 8 thì bằng gì? Bằng 0. Hạ 1 ta có 1. 1 chia cho 8 được 0. 0 nhân 8 là mấy? 0. 1 trừ đi 0 thì bằng mấy? Bằng 1. Hạ mấy? Hạ 6 ta được 16. 16 chia 8 được 2. 2 nhân với 8 là 10. 16. 16 này trừ đi 16 thì bằng gì? Bằng 0. Đó. Như vậy thì 8, 1, 6 chia cho 8 thì bằng 1, 0, 2. Được chưa? Sang câu B nhé. 6, 2, 0 chia cho mấy? Chia cho 6 này. Chia cho 6. 6 chia 6 được 1. 1 nhân với 6 thì bằng 6. 6 trừ đi 6 bằng mấy? Bằng 0. Hạ số 2. 2 chia cho 6 thì được 0. 0 nhân 6 là 0. 2 trừ đi 0 thì bằng mấy? Bằng mấy nhỉ? À, bằng 2. Hạ mấy? Hạ 0 xuống ta được 2. 20. 20 chia cho 6 thì được mấy? 4 ông, 4, 6, 2, 4 chỉ được 3 thôi. 3 nhân với 6 là 10. 18. 20 trừ đi 18 thì chúng mình còn dư mấy? Dư 2. Như vậy đây là phép chia có gì? Có dư. Rồi các em ghi thôi. 6, 2, 0 chia cho 6 thì sẽ bằng 1, 0, 3. Và dư mấy? Dư 2. Xong chưa? Xong nhá. Ta sẽ đến với cái bài luyện tập số 1. Người ta yêu cầu là tính gì? Tính nhẩm. Như vậy mình sẽ có câu A này. 2, 1, 0 chia cho 7. Tức là 21 chia gì? Chia 7. 21 chia 7 thường mấy nhỉ? Tức là 21 chục đó. Chia cho 7 thì được mấy? À, 21 chia 7 là 3. 3 chục. 100 nhân với 9. 100 nhân 9 là 9 gì? 900. Dễ không? 540 chia cho 9. Các em chỉ cần đấy, 54 chia 9 bằng mấy? 6. 6 gì? 60. 800 nhân với 0 thì sẽ bằng gì? Bằng 0. 360 chia cho 6. 36 chia 6 thì được mấy? 6 chục. 480 chia 8. 48 chia 8 được 6. 6 chục. Dễ không? Rồi, sang bài số 2. Điền cái số nào? Câu A này. Bao nhiêu đề xi thì bằng 1 mét nhỉ? À, các em phải nhớ được cái bảng đơn vị của chúng mình này. Mét đến đề xi mét đến gì? Cm, đúng không? Vậy thì 1 mét bằng mấy? 10 đề xi.
Vậy thì giờ chúng ta có 1 mét đây thì sẽ là gì? 10 decimet. 320 decimet thì bằng bao nhiêu mét? À, chúng ta chỉ cần gì? Bớt đi một số 0 sẽ là 32 mét. Dễ chưa? Rồi, bao nhiêu cm thì bằng 1 mét? À, các em lại có 1 mét bằng bao nhiêu? 100 cm. Vậy thì đây có 1 mét thì đây sẽ là 1 gì? 100. 700 cm là 7 mét. Dễ nhá. 1 giờ có bao nhiêu phút? Không phải hỏi đúng không nào? 1 giờ chúng ta có 6 gì? 60 phút. 5 giờ. À, 1 giờ thì có 60 phút. Vậy thì 5 giờ chúng ta sẽ lấy 60 nhân 5. 6 nhân 5 là 3 gì? 3, 30 chục. Tức là 3, 300. 300 phút. Ổn chưa? Rồi, sang bài số 3. Viết vào chỗ chấm. Bạn Bình vẽ tranh trong 45 phút. Bạn An thì vẽ trong mấy? 1 giờ. Đó. Này, chú ý này. Bạn An này với bạn Bình này. Bạn Bình thì bao nhiêu? 45 phút. Còn bạn An trong bao nhiêu? 1 giờ. Như vậy các em biết 1 giờ thì bằng bao nhiêu phút nhỉ? 6 gì? 60 phút, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta có đơn vị chung rồi này. Đấy. Vậy thì bạn nào sẽ vẽ lâu hơn? Ai nhỉ? À, bạn gì? Bạn An sẽ vẽ lâu hơn bạn Bình. Lâu hơn bao nhiêu phút? Các em lấy số gì? 60 trừ 45. 60 trừ 45 thì bằng bao nhiêu? À, 15 nhá. Rồi, bạn vẽ nhanh hơn, tức là bạn gì? Bạn Bình sẽ là vẽ nhanh hơn bạn An là bao nhiêu? À, cũng là 15 phút. Xong. Rồi, sang bài 4. Đánh cái dấu tích vào phép chia có thương là số tròn trục. Nhớ ta hỏi là số tròn trục nhá. Rồi, các em có này. 720 chia cho 7. À, như vậy cái số này có tròn trục được không? 720 này chia cho 7 này. Thì 7 chia 7 được 1, 1 x 7 là 7, 7 trừ 7 bằng 0, hạ 2. 2 chia cho 7 bằng 0, 0 x 7 là 0, 2 trừ 0 bằng 2. 20 chia cho 7 thì được mấy? 2, 2 x 7 10, 14. Vậy thì đây còn dư 6, vậy số này có tròn trục không? Không tròn trục, loại ngay. Được chưa? 8, 8, 1 chia cho 8. 8 chia 8 được 1, 1 x 8 là 8, 8 trừ 8 bằng 0, hạ 8. Tiếp tục được 1, 1 x 8 là 8, 8 trừ 8 bằng 0, hạ 1. 1 chia cho 0, à, 1 chia 8 bằng gì? Bằng 0. 0 nhân với 8 là 0. 0, 1 trừ 0 bằng mấy? Bằng 1. Như vậy đây này, 110 này. Đấy, thì cái này có tròn trục không? Cũng không phải là số tròn trục, bởi đây cũng là phép chia có gì? Có dư này, người ta chỉ hỏi là thương là số tròn trục. Đấy, vậy thì anh 110 này này. Có là tròn trục không em? 1, 1, 0. Đấy, mình để đây đấy nhá. Rồi, 6, 3, 3 chia cho 9 này. 6, 3, 3 chia cho 9 này. 6, 3 chia 9 được 7. 7 x 9, 63. 6, 3 trừ 6, 3 bằng 0, hạ 3. 3 chia cho 9 thì được mấy? 0. 0 x 9 là 0, 3 trừ 0 bằng 3. Như vậy đây cũng là số tròn trục này. Đây mới là số tròn trục này, đúng không nào? Rồi, như vậy chúng ta sẽ có số tròn trục đầu tiên. 180 chia 6, 18 chia 6 được mấy? 3. Như vậy anh này kết quả bao nhiêu? 30. Số tròn trục. Được chưa? Rồi, câu C này. 8, 0, 4 chia 5. Kem nháp ra thôi. 8 chia 5 được mấy? 1, 1 x 5 là 5.
8 trừ 5 bằng 3, 30 chia cho 5 thì bằng mấy? 6. 6 nhân 5 30, 30 trừ 30 bằng 0. Hạ 4, 4 chia 5 được mấy? Được 0. 0 nhân 5 là 0, 4 trừ 0 bằng 4. Như vậy này 160 này. Có là tròn trục không? Không tròn trục nhá. Rồi, 196 chia 4. 19 chia 6, chia cho 4 được 4, 4, 4, 10, 16, như vậy còn dư 3, 36 chia 4 bằng 9, như vậy cái này cũng không tròn trục. Và chúng ta chỉ có hai phép tính của câu gì? Câu B. Rồi, bài số 5, người ta yêu cầu là gì? Tính. Như vậy ở đây mình có này, phép tính này ở đâu? Trong ngoặc này, thì các em phải làm sao? Thực hiện phép tính gì? Trừ trước, đúng không? 8, 1, 5, các em trừ cho 2, 3, 4. 5 trừ 4 bằng 1, 11 trừ đi 3 bằng mấy? 8. 7 trừ đi 2 bằng mấy? 5. Như vậy đây ta sẽ được là 5, 8, 1. 5, 8, 1. Chia cho mấy đây? Chia cho 7. Các em thực hiện cái này. Chia nó cho 7. 5, 8 chia 7 được 8 đúng không? 8, 7, 5, 56. Còn dư mấy? Dư 2. Hạ 1, 21 chia 7 được 3. Như vậy bao nhiêu? 83. Đấy, chúng ta làm nhanh nhé. Mấy cái bài này thì không cần phải tính toán nhiều đúng không nào? Rồi, 109 nhân 9 này, cộng 18 này. Có nhân này, có cộng. Mình phải thực hiện cái gì? Nhân trước. 109 nhân cho 9 này. 9981 viết 1 nhớ 8, 90 là 0 nhớ 8 là 8, 9 nhân 1 là 9. Như vậy sẽ là 981. Được chưa? Nhân lên chúng ta sẽ được 981 cộng 10 18. Rồi các em lấy cái này cộng với bao nhiêu? 18. 1 với 8 là 9, 8 với 1 là 9, 9. 999. Số rất là đẹp đúng không nào? Đấy. Rồi, ở đây có nhân, có chia. Như vậy mình sẽ thực hiện cái gì? Nhân trước. 190 nhân 0. Số nào nhân với 0 thì cũng bằng gì? Bằng 0. 0 chia cho 8. 0 chia cho số nào thì cũng bằng gì? Bằng 0. Đấy, phép tính này khá dễ dàng, đúng rồi. Nhưng mà các em không nắm được quy luật là chúng ta sai. Câu D. Ở đây có phép tính gì đây? Nhân. Ở trong gì? Trong ngoặc các em phải làm đâu? Trong ngoặc trước. 444 chia cho 3 nhân 2 là 6. Giờ mình sẽ nháp 444 chia 6. 44 chia 6 được 7. 7 nhân 6 4. 42. 44 trừ 42 bằng mấy? 2. Hạ 4. 24 chia 6 được 4. 4 nhân 6 2. 24. 24 trừ 24 bằng 0. Như vậy sẽ nhiều 70. 74 nhá. Ok chưa? Rồi, như vậy mình đã xong bài số 5. Sang bài số 6 này. Để trang trí hộp quà, Ngọc cắt 6 mét dây thành 8 sợi dây có độ dài bằng nhau. Hỏi mỗi sợi dây là dài bao nhiêu cm? Chúng ta chú ý này, 6 mét là sợi dây mà ta hỏi là gì? Cm. Vậy thì đầu tiên ta phải đổi cái gì? 6 mét bằng bao nhiêu cm? 1 mét là 100, đúng không? Vậy thì 6 mét sẽ là 6 gì? 6 gì? 600 cm. Rồi, bây giờ người ta hỏi mỗi sợi dây dài bao nhiêu? Thì để tính được mỗi sợi dây thì mình sẽ lấy cái gì? 6 mét này chính là 600 chia cho thành gì? 8. 8 gì? 8 sợi. 600 chia cho 8. Xác định được phép tính dựa câu hỏi trả lời. Hỏi mỗi sợi dây dài bao nhiêu cm? Ta sẽ trả lời. Do ở đây người ta chừa rất là ngắn, các em chỉ cần ghi ngắn gọn này. Mỗi sợi dây dài là, được chưa? Đấy, còn đầy đủ của nó thì gì? Mỗi sợi dây dài số cm là. Nhưng mà đây người ta chừa rất là ngắn nhé. Rồi các em làm ra nháp 600 chia cho
8. 60 chia cho 8 được mấy? 8864 không được, 7. 7856 như vậy còn dư mấy? 4, hạ 0 được 40. 40 chia 8 bằng 5. 5 nhân 8 40, 40 trừ 40 bằng 0. Như vậy mỗi một cái sợi dây này sẽ dài bao nhiêu? 75 đơn vị là cm. Và đến đây chúng mình ghi đáp. Đáp số bao nhiêu? 75 cm. Ok. Rồi, sang bài 7 nào. Rồi, ở cái bài 7 này thì nếu mấy em nào mà đã học ở trong sách á, trong cái phần sách giáo khoa thầy làm ấy, thì thầy cũng có bị nhầm ở cái chỗ này đó nha. Ông 7 thả đều 188 con cá vào năm bể. Số cá dư ông thả luôn, tức là số dư đây này, thì ông thả vào cái bể cuối cùng này này. Đó. Nhưng mà trong sách giáo khoa thì thầy sẽ làm là cái phần dư đấy chính là cái bể cuối. Đó, nên là nó có bị nhầm lẫn chỗ đó nhá. Nếu em nào mà xem sách giáo khoa xong xem sang đây thì chúng ta sẽ làm theo cái bài bên này cho đúng nha. Vậy ta hỏi bể cuối cùng là có bao nhiêu con cá. Như vậy các em sẽ có này, 188 con này, chia cho mấy? Chia đều vào 5 bể, đúng không? Thì chúng ta sẽ xem mỗi một cái bể này nó có bao nhiêu con và dư bao nhiêu, đúng không? 188 chia 5. 18 chia 5 được mấy? 3. 3 x 5 15. 18 trừ đi 15 còn dư mấy? Dư 3. Hạ 8 ta được 38. 38 chia 5 được mấy? 7. 7 x với 5 là 35. 38 trừ 35 còn dư mấy? Dư 3. Như vậy nó sẽ bằng bao nhiêu? 37. Và dư gì? Dư gì đây? Dư 3. Đấy, vậy thì nó sẽ bằng 37 và dư 3. Như vậy thì 5 cái bể cá này thì mỗi bể sẽ có 37 con và dư mấy? Dư 3 con. Thì 3 con này này cho vào bể cuối cùng này này. Số cá còn dư ông thả luôn vào bể cuối cùng. Đó. Được chưa? Vậy ta hỏi bể cuối cùng này có bao nhiêu? Được chưa nào? Rồi, vậy thì ta có này. Chia hay là thả, được chưa? 188 con cá vào mấy? 5 bể. 5 bể này. Chúng ta phải đi. Mỗi bể mấy con? Mỗi bể có bao nhiêu? 37 con. Và dư mấy con? Còn dư là 3. 3 con. Đấy. Vậy thì số cá bể cuối cùng, số cá bể cuối cùng sẽ là bao nhiêu? À, sẽ là 37 này cộng với 3 con dư, đúng không nào? 37 cộng với 3 là bao nhiêu? 40. 40 con. Và đến đây chúng ta ghi gì? Đáp số. Như vậy thì cái bể cuối cùng này sẽ là có 40 con nha các em. Đấy, trong sách giáo khoa thì thầy này ghi là gì? Đó là 3 con, đúng không? Đó. Rồi, chúng ta đến với cái phần tiếp theo, đó là vui để học. Như vậy đây có này, làm cái dấu mũi tên giúp các bạn tìm ba lô. Mai thì đi theo phép có dư, Bình thì đi theo phép chia gì? Phép chia hết. Như vậy bạn Mai này, 10 chia cho 7 này là phép chia có gì? Có dư, đúng không nào? Rồi bạn sẽ đi tiếp là 70 mấy, 75 chia cho 8. Như vậy đây cũng là phép chia có gì? Có dư. Các em nhẩm tiếp này. Như vậy đến đây thì bạn Mai có hai hướng để đi. Một là 81 chia 9. 81 chia 9 chúng ta thấy nó là gì? Bằng 9. Vậy thì đây là phép chia hết. Do đó bạn sẽ đi theo hướng tiếp theo đây, 43 chia cho 5. Thì chắc chắn 43 chia 5 đây sẽ là phép chia có dư, đúng không? 8, 8, 5, 4, 10. Còn dư mấy đây? Dư 3. Như vậy bạn Mai sẽ đi tiếp này, sang đầu, 43 chia cho 5.
Rồi đến đây thì bạn có 3 con đường để đi. Như vậy 18 chia 2 được 9, đây là phép chia hết, bạn sẽ không đi lên đây được. 29 chia 4, được, đúng không? 20 chia cho 3, được không? Được. Như vậy thì ở đây bạn Mai lại có 2 con đường để bạn đi nè. Một là bạn đi sang đây, hai là bạn đi xuống đây. Đấy, đúng không? Đúng không nào? Vậy thì nếu bạn Mai đi xuống đây, 20 chia cho 3, thì chắc chắn đây là phép chia có dư, đúng không? 20 này chia cho 3 thì sẽ được mấy? 6, 6, 3, 18 còn dư gì? Dư 2. Vậy thì đây là một con đường bạn Mai sẽ đi nè. Đó. Tiếp theo là 22 chia 4. 22 chia cho 4 này thì sẽ được mấy? 5, 5, 4, 2, 20 cũng dư 2. Đấy, như vậy thì đây sẽ là con đường đi của bạn Mai, sẽ đến được cái ba lô này. Được chưa? Đó. Trường hợp thứ hai thì bạn Mai đi đến đây rồi, bạn không đi theo hướng này mà bạn đi sang đây. Như vậy chúng ta nhẩm xem nào. 29 chia 4 được, 45 chia 6 được, nhưng mà đây 63 chia 7 thì bằng 9 này, đây lại là chia hết này. Đấy, nên bạn Mai chỉ có con đường này thôi nhá. Rồi, bây giờ đến bạn Bình nè. Bạn Bình thì đi theo phép chia gì? Hết. 32 chia 4 bằng 8, 16 chia 2 bằng 8 rồi. 64 chia cho 8 thì bằng mấy? Bằng 8. Như vậy đến đây bạn Bình có 2 đường để đi, thì con đường này không phải là chia hết. Vì vậy, chắc chắn đây là con đường bạn Bình sẽ đi. Rồi, tiếp tục đến đây. 60 chia cho 8 có là phép chia hết không? Không chia hết, đúng không? Đúng nè. 24 chia cho 8, 24 chia cho 3 thì bằng 8. Vậy thì bạn Bình sẽ đi tiếp. Rồi đến đây, 44 chia cho 9 có hết không? Không hết, đây phép chia có dư. Vậy thì bắt buộc bạn phải đi sang con đường này, với phép chia 40 chia cho 5 bằng 8. Chính xác. Rồi, vậy thì đến đây chả nhẽ bạn đi ngược lên à? 60 chia 8 không được, và bạn sẽ đi con đường tiếp tục. Vậy thì đây chính là cái ba lô của bạn Bình. Ô văn kê. Rồi chưa? Xong nhá. Như vậy bạn Mai sẽ nhận được ba lô này và bạn Bình sẽ nhận được ba lô này. Rồi, phần tiếp theo. Tìm hiểu nội dung trong sách giáo khoa, viết số vào chỗ chấm. Sải cánh chim thiên nga dài bao nhiêu cm? Như vậy chúng ta sẽ mở sách giáo khoa của chúng mình ra. Đây, thầy sẽ mở cái sách giáo khoa của ta ra nhá. Ta đang có về con chim thiên nga. Đây, biết các em thấy không nhỉ? Rồi, ta cùng đọc nè. Khi trời lạnh giá, nhiều loài chim sẽ bay về nơi ấm áp. Chim hải âu, lữ hành và chim thiên nga là hai trong số những loài chim di cư như vậy. Rồi, đây là chim hải âu này, và đây là chim thiên nga. Sải cánh chim hải âu lữ hành, xem ở hình, đây chính là sải cánh của nó này, tức là từ đây đến đây gọi là sải cánh. Giảm một nửa thì được sải cánh của chim thiên nga, tức là gì? Chim hải âu. Chim hải âu giảm một nửa thì sẽ được chim thiên nga, tức là gì? Chim gì? Chim hải âu sẽ gấp mấy? Gấp 2 lần, đúng không? Gấp 2 chim thiên nga, đúng không? Đúng chưa nào? Đó. Sải cánh chim hải âu này giảm đi một nửa. Một nửa tức là 1/2, đúng không các em? 1/2 chính là gì? Gấp 2 lần. Đấy. Giờ tôi mới hỏi này, sải cánh chim hải âu lữ hành dài là 360 cm. Đó. Thì sải cánh chim thiên nga sẽ dài là bao nhiêu cm? Đúng không? Đó. Như vậy ở đây người ta cho là sải cánh chim hải âu lữ hành dài 360 cm. Sải cánh chim thiên nga sẽ dài là bao nhiêu cm? Rồi. Như vậy thì chim hải âu lữ hành là bao nhiêu? 360, kem giảm đi 2 lần thì sẽ ra được chim gì? Thiên nga.
3 chia 2 được 1, 1 x 2 là 2, 3 trừ 2 còn mấy? 1, 16 chia 2 bằng 8, 8 x 2 16, 16 trừ 16 bằng 0, hạ 0, 0 chia 2 được 0, 0 x 2 là 0, 0 trừ 0 bằng 0, như vậy sẽ là bao nhiêu? 180. Đó. Như vậy sẽ dài là 180 cm. Mỗi ngày chim thiên nga bay được là bao nhiêu km? À, tôi lại hỏi tiếp này. Rồi, chúng ta lại tiếp tục nhé. Trong một ngày, quãng đường bay được của chim hải âu lữ hành dài gấp 4 lần. Bay thì lại gấp 4 lần này. Quãng đường bay của chim thiên nga, mỗi ngày chim hải âu lữ hành là bay bao nhiêu? 400. Hải âu lữ hành thì dài gấp 4 lần. Vậy thì bây giờ chim này nó bay được là 400 km, thì chúng ta sẽ chia cho mấy? Chia cho 4, đúng không? Giảm đi một số lần, 400 giảm đi 4 lần thì lấy số đó chia cho số gì? Số lần. Đó, cũng giống như trên đúng không? 360 giảm đi 2 gì? 2 lần. 400 chia cho 4, dễ như ăn kem, đúng không? 400 chia 4 thì sẽ được là 100. Ô văn kê. Được chưa? Đó. Như vậy thì đến đây chúng ta đã hoàn thành được cái bài này nhé. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video này đến cho các bạn đang học chung lớp, ngồi chung bàn với mình các em nhé.